Xin chào chị em. Chúng tôi giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ Seiko cổ. Seiko có tay. Toàn bộ đồng hồ được mạ vàng trắng. YGP và phía sau là tức là nắp này là bằng thép, còn lại là toàn bộ mạ vàng trắng. Đồng hồ được sản xuất khoảng cuối những năm 1960 và được sản xuất bởi chi nhánh kinh Seiko nổi tiếng của Seiko. Đây là chiếc cổ có tay mà có cái model là 1120 3020. Nắp đáy như các bạn nhìn thấy gần như không có vết xước. Đấy. Phía sau của phần mạ bằng trắng ở trong dây thì chúng ta thấy rằng có một số chỗ nó góc này, cạnh này, phía trong này là nó đã hơi phai màu vàng. Đây, chỗ này đây. Nhìn rõ các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây là phía cạnh trong. Thế còn bên ngoài của đồng hồ Seiko YGP đây. White là trắng. G là bắt đầu chữ gold. Đấy. P là đứng đầu chữ plate, white gold plate. Ở phía ngoài của đồng hồ là người ta dạng mà bằng trắng còn rất đẹp, không có vết bong chóc nào, không có vết điểm bay màu nào. Như vậy có lẽ là bên ngoài thì người ta thường mạ dày hơn bên trong thì phải. Bên trong nó bên kín thì người ta tiết kiệm, nên có lẽ là thường người ta mạ mỏng hơn. Mình để ý rất nhiều cái rồi. Dây sờ rất thích. Đấy, cái dây bằng trắng này mà sờ rất chị thích. Về chính của chiếc đồng hồ này, các bạn nhìn thấy là thân vỏ gần như không có vết xước nào. Có chăng thì chỉ là một vài dấu hiệu của việc đã sử dụng mờ thôi, không đáng kể. Mặt số đồng hồ cũng được mạ bằng trắng, nhưng mà người ta cái vân gọi dạng vân vải. Đấy. Nếu mà như vậy thì cái mặt của chúng ta chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bị ấy rồi, không bao giờ bị mốc rồi. Đấy, mặt mặt số thì là như vậy. Còn hai kim cộng vạch chỉ giờ là màu đen. Kính chúng ta hơi hình bầu dục, xem kính nào, không có vết xước à? Có chứ nhỉ? Ở đâu rồi? Có một vết xước mỏng thôi. Ô, không nhìn thấy trên này các bạn ạ. Rõ ràng là vừa tôi có nhìn thấy một vết xước nhỏ mỏng, nhưng nhìn kỹ mới thấy. Như vậy tổng quan nếu mà xét bề ngoài của chiếc đồng hồ thì mới khoảng 95%. Đấy. Còn xét tổng quan cả về trong lẫn bề ngoài thì chúng ta gọi là mới 90%. Chiếc đồng hồ nãy đấy, bây giờ hiện nay đang là 3 giờ 29 à. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Seiko 2 bit tần số cao. Thế nào là tần số cao? Thì trong cơ học thì các bạn có học phần vật lý lớp 12 rồi, thì là phần dao động càng tần số cao của đồng hồ thì dẫn tới là độ sinh nhát chính xác nó càng cao hơn. Đấy, những năm 1950 40 thì cái tần số người ta chỉ khoảng độ tầm 16.000 dao động trên 1 giờ, thì đến cuối những năm 1950 thì người ta nâng lên được khoảng độ tầm 18.900. Đấy, sau đó là 21.600. Và đến khoảng độ cuối những năm 1960 thì người ta nâng lên được 28.800 và sau đó là 36.000. Đấy, thì càng tần số càng cao thì đồng hồ càng chính xác. Và thời đó là đồng hồ càng nhỏ thì càng đắt. Bởi vì chỉ có chính xác cao, có làm tốt thì mới lắp được những chiếc đồng hồ nhỏ thôi. Đấy. Còn thời nay thì lại khác, thời nay thì lại ngược lại. Là người ta cái máy thì vẫn nhỏ nhưng người ta cứ làm thêm cái khối thép thật to ra để cái đồng hồ nó thật to, nhìn cho nó nghe có vẻ là rõ. Đấy, ý là như thế. Đấy, chính vậy mà những đồng hồ mà càng nhỏ của khoảng 1960 1970 là càng đắt, các bạn phải nhớ đến điều đó. Đó, những đồng hồ mà
phải tập đoàn lớn, độ chính xác cao, thợ tay nghề cao mới làm được. Quay lại chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ này có tần số là 28.800 và có độ lệch tiêu chuẩn là khoảng 15 giây trên một ngày. Đấy, thế thì mình cũng theo dõi chiếc đồng hồ này khoảng 1 tuần rồi, thì có chữ trung bình khoảng ngoài 40 giờ. Tức là nghĩa là khoảng 2 ngày thì chúng ta lên có một lần, nhưng bình thường đồng hồ lên cót thì bao giờ người ta cứ một ngày người ta lên có một lần. Thế rồi thì cái độ sai lệch trong vòng 1 tuần thì nó khoảng độ tầm xấp xỉ 2 phút, tức là chia ra thì khoảng độ tầm 15 giây trên một ngày. Đó là đồng hồ độ chính xác cao rồi. Cái đồng hồ tổng quan như vậy chúng ta có thể nói đồng hồ mới trên 90% một chút đấy. Hiện nay thì cái dây của chúng ta phù hợp cho chị em phụ nữ có cổ tay khoảng xấp xỉ 17, khoảng 16,5 16,7 cm chu vi cổ tay trở về. Đây chiếc đồng hồ chúng ta đây. Để mình thử xem là quốc tế người ta có bán chiếc nào tương tự không, hiện nay không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, có một chiếc đây rồi. Ồ. Tối thế, các bạn đợi mình tí. Đây rồi. Có một chiếc Seiko cơ có tay đúng đục chủng loại luôn. 1120, 3020. Bán từ Nhật Bản. Tức là người Nhật Bản bán. Đây, chiếc đồng hồ đây. Có vẻ như mặt số cũng cũng mới như của chúng ta. Đấy, bên ngoài cũng cũng tương tự như của chúng ta. Ở phía này thì có vẻ như họ kém hơn một chút. Hiện nay là 102 đô free phí ship. Trước kia là người ta đòi 3 triệu và bây giờ người ta giảm xuống là 2 triệu tư. Đấy. Đấy, đây là người ta trực tiếp bán từ Nhật Bản nha các bạn nhé. Tức là đây là chiếc đồng hồ sản xuất từ Nhật Bản và chúng ta và cũng người Nhật Bản người ta đang bán cái này đây. Đấy, tức là mới khoảng độ trên 90% như của chúng ta. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video.